Số 3 của chúng ta, xét các quá trình dưới đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học. Câu A, sắt để ngoài không khí lâu ngày thì bị rỉ sét. Rỉ sét đó là oxit sắt từ đây. Câu B là xăng để trong bình không nắp bị bay hơi. Câu C, khi nhiệt độ nóng dần lên, hai cực tan ra. Và câu D, trong lò nung đá vôi, canxi carbonat chuyển dần thành vôi sống chính là canxi oxit và khí carbon dioxide thoát ra ngoài. Rồi trong trường hợp đầu tiên, đây là hiện tượng học của viết tắt nha, vì chất ban đầu là sắt đã biến đổi thành chất là rỉ sét, là oxit sắt từ đấy. Đó. Cái thứ hai, xăng trong bình không nắp thì bị bay hơi. Là vì sao? Đây là hiện tượng vật lý. Rồi. Đây là hiện tượng vật lý. Vì sao? Vì chất ban đầu là sắt không bị khác, không bị biến đổi thành chất khác mà chỉ biến đổi về trạng thái từ lỏng sang hơi, tức là sang khí. Bây giờ câu D, câu C là gì con? Phải làm y như câu B của cô chứ. Nhiệt độ nóng dần lên, băng ở hai cực tan ra. Đây là hiện tượng vật lý, đúng luôn. Vì sao? Vì sao bởi vì của cô? Vì sao đây là hiện tượng vật lý? Vì cái bản chất của cái băng là gì con? Đúng rồi. Vì chất ban đầu là nước không bị biến đổi thành chất khác. Mà chỉ biến đổi về trạng thái thôi. Từ gì? Từ rắn sáng sang lỏng. Đúng không? Đúng chưa? Vì chất ban đầu, nhớ nha, khi nhiệt độ nóng dần lên, băng ở hai cực tan ra. Hiện nay nhiệt độ trái đất nóng lên là do gì? Hiệu ứng nhà kính. Băng ở hai cực tan ra, đây là hiện tượng vật lý. Vì chất ban đầu là nước, nó không bị biến đổi thành chất mới, mà nó chỉ biến đổi về trạng thái, là từ rắn sáng sang lỏng.